Xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em các bác nhé. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian để theo dõi video em lên hàng ngày các bác nhé. Để đăng ký kênh thì để theo dõi những video em phát lên hàng ngày trực tiếp và gián tiếp thì các bác cứ đăng ký kênh nhé, cái nút nhấn nút chuông bên tay phải các bác nhé. Đó. Và các bác đừng quên nhấn cho em một nút like nhé, ngón tay cái nhé. Để cho em có cái động lực làm những video tiếp theo. Thì hôm nay em lên lại có một số những cái nọc không khí các bác nhá, bình dân và cao cấp cũng có luôn. Đấy, có những con đẹp và những con bình thường. Đấy, có hết bác nhá. Hôm nay có một con Sanier, con này là rất là hiếm nhá. Lâu lâu nó mới có một con. Mà được những con nó đẹp thì nó lại rất là khó, còn những con nó xấu thì khả năng nó cũng có. À, trước em có những con nó xấu nhưng mà ít lắm. Em thường thường những con này em lấy được những con rất là đẹp các bác nhá. Thì em sẽ cho các bác coi nội thất của nó. Thì con này để dành cho những bác nào thích, nghĩa là cái tính năng của nó là nó có luôn chức năng bù ẩm sóng siêu âm. Đó, đây nó phun lên này các bác thấy không? Đó, và nọc không khí luôn, nó tích hợp luôn. Sanyo hay làm cái tính năng này các bác nhá. Chỉ có cái dòng to to này nó mới có thôi. Còn bình thường những con khác nó không có các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nội thất bên trong của nó kìa. Chắc luôn các bác nhá. Các bác có rất là mới luôn. Và có nắp vẫy nhá, khi mà tắt đóng nắp nó đang vẫy lên vẫy xuống đó. Đấy. Độ ẩm của nó có điều chỉnh được này. Đấy, 30, 40, 50, 60, 70. Đây là bù ẩm nhé các bác thấy không? Đó, thấy chưa? Đấy. Đây này, cái đèn này này. Tắt đi này, chức năng này nhé. Không hoạt động nữa. Đấy, bật lên. Đó, thấy chưa? Ok. Rất là đẹp. Mình sẽ giới thiệu các bác con này đầu tiên luôn. Đấy, cho các bác trải nghiệm. Một con này. Con này nó sản xuất vào. Con này chạy rất khủng các bác nhé. Công suất nó lớn. Đấy, phòng rộng bác xài thoải mái nhá, phòng khách thoải vô tư không phải suy nghĩ. Con này là model của nó đây, Sanier bác nhá, sở nó tận 80 mấy bát, mai chạy là 2010 nhá, quá khủng. Con này đẹp không các bác nhìn thấy không, rất là đẹp nhá. Đây là bình nước của nó, đây là màu vàng do băng keo nhá. Nói chung là nhựa thì nó hơi vàng theo năm tháng, hơi chút siêu phòng vấn đề gì đẹp không, bên trong nhựa của nó này đó, trắng tinh đẹp. Bên ngoài này thì nó tránh, không thể tránh được ánh nắng rồi. Đó, đẹp không? Công suất này mạnh thì bác cứ xài thoải mái nhá. Con này phòng khách thì cứ bao phê luôn. Đây, phòng vài 30 mét vuông. Không xin nhây gì của con này nhé. Cho bác coi. Đó, nội này là nội thất bên trong. Để nó có cái bù ẩm sóng siêu âm này là rất là mát nhá. Khi mà gió thổi lên gặp nó phát là nó sẽ đưa lên gió, nó đưa lên. Đấy, bác nhìn thấy không? Thấy chưa? Đó, rất là nhiều này, phun này nghi ngút các bác nhá. Đây này em quay ngoài trời ấy, ngoài trời gió nó còn đẩy đi mất á, còn không các bác sẽ nhìn thấy nó nghi ngút lắm các bác nhá. Đó, phun rất là mạnh các bác nhá. Rồi, ok, còn đây là cái phổi của nó các bác nhìn này, nó rất là đẹp nhá, nguyên bản phổi này, phổi mới tinh. Đó, con. Đó, phổi cái này thì nó bọc một cái này rất là kỹ, nghĩa là có một cái nhựa xung quanh luôn. Đó, một hộp. Ủa, cho bác coi nhá. Đánh chạy mạnh, dao 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 dao. Đây, phổi đây. Đấy, như chưa sử dụng các bác nhá. Đấy, như là chưa một lần sử dụng luôn. Đẹp đến mức độ như thế các bác ạ. Phía sau này có than hoạt tính các bác nhá. Ở bên trong còn có một tấm than nữa cơ. Đấy, phổi con này nó làm rất là đẳng cấp. Đây, miếng than hoạt tính nữa. Cái này có thể rửa được nước các bác nhá. Lâu ngày nó bị bám bẩn ấy thì mình có thể mang ra rửa nước phơi khô. Còn cái phổi này là không được nhá. Phổi này không được nhá. Phổi này rửa nước nó rũ hết ra luôn. Đấy, kể cả cái phổi của con máy nào cũng vậy. Bác nhìn cái máy đẹp chưa? Siêu tầm luôn các bác nhá. Đó, lâu lâu mới có con thôi. Con này như là con thứ tư em đã bán cả. Thứ tư rồi cả. Đấy, cảm biến của nó kìa các bác thấy không? Đó, có bụi cái cảm biến nó lên kìa. Đấy, lên màu kìa. Đó, nó chạy ok xong thì cảm biến ok không thì nó sẽ giảm tốc độ của máy. Đấy, quay qua xung quanh thứ nhất không bẻ vỡ gì nhá. Con này có một con duy nhất thôi các bác nhá. Giá của nó là 3,5 triệu các bác nhá. Các bác nào nhanh tay thì sở hữu được em nó thôi.
đấy, nguyên cái cuộc sống siêu âm của nó thôi là đã ăn tiền rồi các bác nhé. Chức năng của Sanzo độc quyền. Đấy, bánh xe của nó thì quay thì phê lắm các bác nhé, bánh xe của nó cực kỳ to luôn. Thôi con này là mã số đọc ký mã số 1 các bác nhé, mã số 1 Sanyo 3,5 triệu các bác nhé. Đấy, máy rất là to nhé, con này khủng, công suất 87W. Đó. Đấy, máy đó, nó tắt lại, đóng nắp lại đấy, ok rồi, to lắm các bác, nhưng mà hình vuông cần sắc cả. Mẫu mã của này cũng rất là đẹp đấy các bác. Em đầu tiên sang yêu máy đi, cũng là máy cao cấp của khác, nặng như đá các bác. Rồi tiếp theo em có một quả nọc khủng các bác nhá, nghĩa là hàng độc, độc nhất vô nhị. Đấy, con này nó có một cái rất hay, con này là có cảm biến bác nhá, cảm biến đấy, đấy. Nhất là nó sẽ có 3 cấp 1 2 3. Đấy, mình vỗ vắt 1 số 2 số và 3 số nhá. Đấy, nó là một cái máy lọc không khí sản xuất tại China, hãng nó là Blue Air gì đây chả biết, công suất của nó là 42W. Đấy, đó là nó chỉ có như thế này thôi, chả có nút bấm nút biết gì cả. Đấy, nó dư một cái quạt và gió nó thổi hút ở đây, hút ở đây nhá, hút nó sẽ hút ở dưới xung quanh và nó thổi lên đây. Đấy, cho bác coi cái này nhá, con này hàng độc nhất vô nhị, có hai cái nút hai bên này nhá, hai nút hai bên này mở ra đó. Đây, vô tình nó là một cái quạt nữa đấy, hút rất mạnh các bác nhá, hút rất mạnh luôn. Đấy, dính để bỏ vào ngày các bác nhá. Đó, hôm rồi em đưa cái máy sóng siêu âm ấy, nghĩa là cái máy em để nó phun ở ngay cạnh cạnh đây ấy, nó hút hết vào đây nhá, hút rất mạnh, được hút rất mạnh. À, bên trong thì có cái phổ như thế này, cái phổ này thì tất nhiên là mình không thể buồng nữa rồi các bác nhá, tại vì hàng nó rất là độc. Đấy, miếng phổ này như thế này này. Đấy, bác về bác lau chùi đi, miếng phổ này em nghĩ nó vẫn xài vẫn được, bên trong thì nó sạch sẽ rồi, để nó bị ẩm nước hơn. Đấy, cái lưới này bằng sắt nhá. Đấy, bằng sắt này bác có thể về sơn lại, vệ sinh lại. Đấy, kiểu như nếu mà sau bác không xài nữa, đấy, không có dùng nữa thì là các bác có thể lấy được cái quạt này, đó, lấy quạt này thổi nhá, thổi gió, thổi ngược lại, đấy, rất là mát bác nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể úp vào một chỗ nào đó, hút coi như thông gió trong nhà luôn, cũng rất là ok và nó có cảm ứng nhá, nghĩa là chỗ này này, tắt ở chỗ này, đó, tắt rồi đấy, đấy, nó có 3 lớp. À, lưu ý cho em nhá, nó có hai cái lẫy hai bên đây này, là hai cái lẫy hai bên này, đấy. Con này em tính đang để làm cái quạt đấy, cho quạt cho nó sướng. Đấy, nghĩa là làm cái quạt đấy mình để nó nằm xuống ấy. Đấy, bỏ không cần xài cái này nữa để làm đấy. À, quạt cho nó hay, cho nó sướng, tại vì hai đầu nó đều có bảo vệ lưới hết rồi. Đấy, cảm ứng này. Rất là hay ấy. Đấy. 2 3 đấy. 1. 1 là chạy từ, chạy ở đây các bác nhá. 2. Đấy, nó có đèn các bác nhá, nó có đèn sáng nữa. Đây mình không, nó ban ngày bác nhìn không thấy đâu. Đó, ok các bác nhá. Con này chỉ có một con duy nhất, giá của nó là 1,5 triệu các bác nhá. Bác nào nghiên cứu thì alo cho em, có một con thôi, không có con thứ hai đâu. Đấy. Thế là hay đấy, có thể làm cái quạt luôn. Ok, cái này là mã số 2. 1,500,000 các bác nhá. Chỉ có một cái duy nhất thôi nhá, không có cái thứ hai đâu các bác nhá. Không có cái thứ hai. Rồi, tiếp theo các bác, đây là một cái máy sưởi các bác nhá. Sưởi. Đó. Con này là sản xuất tại China. China 1100W các bác nhá, 1100W. Đấy, nhìn như một cái màn hình tivi các bác. Đấy, cảm ứng nhá, cảm ứng cùng tay. Đấy, hơi nóng nó sẽ phả ra dưới này các bác nhá. Đấy, nó có chỉnh được nhiệt độ cái gì nữa cơ. Không thấy nó có lỗi cả nhiệt độ lên. Chỉnh tự động rồi, có lỗi 24 độ C. Này không biết là nó sử dụng như thế nào các bác ạ. Bác về nghiên cứu thêm cái tính năng mà nhiệt độ này nhá, có thể chỉnh được nhiệt độ. Đấy, 25, 26, 27, 28. Đấy.
là 30 bác nhé. Còn ít nhất là 18 độ C. Đấy, mình có thể chỉnh được các bác nhé. Không biết cái đó để nó chỉnh như thế nào, để nó dùng như thế nào, không dành các bác. Này là 25 như là 27 như thế nào. Xem. Khi nó đứng yên là nó chọn chế độ. Đó. Biết chức năng đó là chức năng gì. Còn là sửa ở bên đây các bác nhé. Đó. Đây này, nó có thời gian của nó đây này. Có cảm biến người các bác nhé. Có cảm biến người này. Đó. Ok các bác nhé. Con này có một con duy nhất thôi. Con này giá 1,2 triệu nhé. Cái ổ cắm này của nó thì nó bị như thế này này. Ổ cắm này nó bị cháy rồi. Thay rồi thay ổ cắm khác nhé. Nè. Ổ cắm cháy này. Đấy, thay cái ổ cắm khác cho nó. Cắt từ đây. Đấy. Giá 1,2 triệu nhé. Đây này mã số 3. 1,2 triệu. Nó cũng là sưởi gốm mới phải đó, nhưng mà nó không có bù nước các bác nhá. Rồi tiếp theo nữa một con nọc không khí cọ của Natiolan các bác nhá, có Nalo kìa, đấy, đời cổ, thời pha rông, thời Tống rồi các bác nhá. Nghe xem sản xuất là năm bao nhiêu? Xuất là năm 52W nhé. 52W, nó không ghi sản xuất năm bao nhiêu cả. Con này nó lâu đời lắm rồi. Ở đây 2003 các bác ạ. 2003 các bác nhá. Trên này nó có cái bộ phận nano của nó này. Đấy. Để biết nó dùng như thế nào không? Đấy. Rất là to. Ok, con này thì là các về bỏ nhà bếp cái gì đó vệ sinh thì bỏ nhà bếp ấy. Con này bấm nút ở đây bác nhá. Đấy, hẹn giờ 1:28. Bấm ở đây nhá. Bấm buồn ở đây và bấm nó chạy ở đây nhá. Đấy. EH3000 em sẽ mở ra các bác nhé. Cái này phổi thì nó không có tính phổi, nó là phổi nó bỏ đến các bác nhé. Đấy, phổi nó hút thuốc lá vàng khè các bác ạ. Đó. Thì bác có thể về chế phổi vào cho nó nhé. Mấy cục nano của ngày xưa nó khủng lắm. Các bác nhìn này. Đấy. Cái con này thì bán giá thanh lý cho các bác thôi. Thanh lý cho các bác nhá. Đấy. Các về nghiên cứu nhá, giá 350. Cái này mã số 4 nhá, 350.000. Rồi tiếp theo là con nọc khô các bác nhá, nọc khô. Đấy, phổi cũng còn rất là mới nhá, con này của Sáp. Con này là 39W nhá, 2009 các bác nhá. Đấy, có ion plasma ion. Đấy, máy còn rất là đẹp các bác nhá. Đẹp là cái phổi này các bác nhá, cho bác coi phổi này. Mặt trong đó, phổi mới đấy. Đây, phổi rất là đẹp các bác nhá. Mới, con này thì xài Vivu. Phổi như là phổi mới luôn. Nó khô thôi các bác nhá. Bỏ trong phòng nhà bếp gì đó. Đây, bác có phổi, có những cái máy ngon rồi thì mình có thể xài cái máy này để dùng trong nhà bếp là tuyệt vời. Giá nó bình dân các bác nhá. Đó. Chưa vệ sinh, máy nguyên bản như vậy luôn các bác nhá. Về nhưng chỉ có xịt bụi thôi các bác, là xài rồi cái phổi nó còn trắng tinh như vậy, không phải sửa chữa gì nữa rồi các bác nhá. Rồi con này mã số 4 các bác nhá, nọc khí các bác nhá. Đấy, giá của nó 1 triệu. Đấy, 1 triệu một con các bác nhá. Rồi con kế tiếp rồi. Đấy, nó cũng đấy. Đó, con này là phổi than các bác nhá, phổi than là than treo. Đấy, phổi nó còn mới tinh, mới cứng luôn các bác ạ. Đấy. Ui, nhìn phổi này, đã chưa? Đó. Con này giá 1,2 triệu các bác nhá. Đấy, than treo. Rồi, cái này là mã số 5. 1,2 triệu. Đó. Đây, quay hình sau cho các bác. Đấy. Ok nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là mấy con phổi... có búa ẩm nhá, mấy con này có búa ẩm này. Mấy con này thì là linh kiện lúc nào cũng có sẵn này thay nhá. Phổi của nó ấy, lúc nào cũng có. Đó. Con này là Y30. Đó. Phổi còn mới, rất là mới nhá. Đây em mở ra nhá, tại vì em cầm máy quay ấy. Mở nó hơi khó. Mở ra cho bác coi. Ừ.
đó, sổi nó rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Có bùa ẩm. Đây, bùa ẩm đây các nhá. Đấy. Đấy. Còn rất là sạch sẽ nhá. Không phải thay phổi nhá, về cứ thế này xài thôi các nhá. Phổi của nó ngoài thị trường nó có bán 150-160 gì đó. Đấy, 30W thì phòng cho 10-15m2 là ok. Rồi, con này là mã số 6 bác nhá. Mã số 6. 1,1 triệu các bác nhá. 1,1 triệu, mã số 6. Đây là mã số 7 các bác nhá. Đấy, đây là mã số 7. Đó. Một con này là nọc khô bác nhá, nọc khô. Đấy, con này không có phổi bác nhá. Bác về mua phổi bỏ vào nhá. Đấy, mua phổi bỏ vào. Đấy, phổi nó trăm mấy một cái đó. Đó. Rồi, giá 500k, phổi máy còn rất là ok nhá. Đây là mã số 7 các bác nhá. 500.000. Đó. Không thích thì bác có thể mua con này về bỏ vào trong nhà vệ sinh, nhà tắm gì đó để nọc. Nghĩa là nó sẽ yêu, có khử mùi. Đấy là ok rồi. Nó khô mà. Rất là tiện dụng bác nhá, nhiều cái ứng dụng lắm các bác nhá. Đấy, giá nó rất là bình dân. Rồi, kế tiếp một con nữa. Con này nó không thấy bụi ẩm nhá. Con này thì là phổi này phải bỏ phổi nhá. Phổi này nó cũ rồi, bỏ không tính cái phổi nữa. Đấy, chỉ là thay cái phổi nọc khí này là dùng được thôi. Con này dùng bình thường các bác nhá. Bình thường. Đấy. Rồi, ok bác nhá. Con này có vâng, chức năng bù ẩm nhá. Đấy. Vâng ạ. Đó, bác nhìn này, cảm biến hoạt động ok nhá. Rồi, ok nhá. Con này là con số 7 nhá, số 8 các bác nhá. Số 8. Thay phổi các bác nhá. Đấy, máy còn rất là trắng đẹp. Đấy, đằng sau nó chỉ gãy mỗi một cái tai như thế này các bác nhá. Gãy mỗi cái tai như thế này. Rồi, ok nhá. Con này là mã số 8. Đấy. 650.000 các bác nhá. Rồi, ok, hôm nay em có mấy con lọc không khí như vậy thôi. Các bác có nhu cầu con nào thì cứ alo trực tiếp cho em nhá. Đó. Quay ban ngày các bác nhìn là rất là ok đó. Thank you các bác nhá.